quê hương ta đó hải âu cánh trắng tung cánh bay lượn trên sóng quê hương ta đó hải âu cánh trắng tung cánh bay lượn trên sóng dập dờn ơi biển bào ngư giàu đẹp bao la vui đón từng khoang cá trắng trở về cánh buồm nhuộm màu nắng hồng xa xa là những nét vẽ miêu tả hết sức sinh động về cảnh đẹp và sự trù phú của vùng đất thiêng liêng mang tên Bạch Long Vĩ. Có diện tích tự nhiên 2,33 km², trong đó có 1,78 km² hoàn toàn không ngập chiều, hơn nửa km² là bãi chiều ngập cao. Đảo Bạch Long Vĩ nằm giữa vịnh Bắc Bộ, thuộc chủ quyền của Việt Nam và trực thuộc thành phố Hải Phòng. Mặc dù có diện tích đất tự nhiên không lớn, nhưng đảo có vị trí chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt đối với việc bảo đảm chủ quyền quốc gia trên biển, quốc phòng, an ninh. Khả năng phát triển kinh tế xã hội của huyện đảo cũng rất to lớn, do có lợi thế giao lưu trong và ngoài nước, có nguồn tài nguyên thiên nhiên tại chỗ đáng kể và tài nguyên vùng biển bao quanh giàu có. Thực hiện chủ trương của chính phủ về việc dân sự hóa đảo Bạch Long Vĩ, ngày 18 tháng 2 năm 1993, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ra quyết định số 428 về việc thành lập Đảng bộ huyện Bạch Long Vĩ. Ngày 26 tháng 2 năm 1993, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng ra quyết định số 537 về việc thành lập Ủy ban Nhân dân huyện Bạch Long Vĩ. Cùng với đó, được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng, Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng đã thành lập Đội Thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ với nhiệm vụ là ra đảo Bạch Long Vĩ định cư lập nghiệp, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền vùng biển quốc gia tại vịnh Bắc Bộ. Tháng 3 năm 1993, các cán bộ của huyện và những chàng trai cô gái đã xung phong tình nguyện lên đường vượt qua sóng gió đến với Bạch Long Vĩ, đảo xa bờ nhất trên vịnh Bắc Bộ. Ngày ấy, nơi này ngoài nắng gió chỉ có cát trắng và sương rồng, không có dân cư sinh sống, cơ sở hạ tầng đơn sơ, điều kiện tự nhiên rất khắc nghiệt với cuộc sống con người. Nhưng với ý chí sắt đá, lòng quyết tâm, tinh thần đoàn kết đã giúp cán bộ huyện và các chàng trai cô gái thanh niên xung phong vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Bao mồ hôi nước mắt và cả máu của họ đã đổ xuống, quyết tâm phủ xanh, gây dựng cuộc sống ổn định nơi đảo tiền tiêu và cũng là để khẳng định chủ quyền biển đảo của quốc gia. Tròn 25 năm, nhưng những cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong lần đầu tiên ra đảo không thể nào quên những năm tháng đầy khó khăn thử thách. Là một trong những thanh niên xung phong đầu tiên ra xây dựng đảo, anh Vũ Văn Luyến, quê ở Tiên Lãng, và chị Phạm Thị Phượng, quê Vĩnh Bảo, không bao giờ quên những ngày đầu xa đất liền để đến với mảnh đất được bao bọc bởi muôn trùng sóng gió. Với anh chị, những ngày tháng đó đã trở thành một kỷ niệm không thể phai mờ trong ký ức. Những ngày đầu ra đảo, cuộc sống gặp vô vàn khó khăn, nhưng không thể làm cho họ nản chí. Thậm chí chính từ những khó khăn vất vả đó, họ lại tìm thấy sự đồng cảm, trân trọng và yêu thương nhau để cùng nhau xây dựng gia đình, quyết tâm xây dựng quê hương thứ hai này hơn. Họ cùng nhau chung sức bền lòng, quyết tâm vượt qua gian nan vất vả. Thành quả của ý chí và nghị lực bao năm qua đã được đền đáp bằng niềm vui hạnh phúc của ngày hôm nay. Năm 93 đến bây giờ, huyện đảo là như thay da đổi thịt. Từ ngày tôi lần đầu tiên ra xây dựng đảo, chỉ có đường mòn và sương rồng cắt trắng. Và đến năm 95 thì mới bắt đầu lác đác đưa xe đạp ra, bởi vì điều kiện đi lại rất khó khăn. Thì chúng tôi tự nguyện ra xây dựng ngoài đảo. Và cuộc sống thì có khó khăn thật, nhưng khó khăn thì khắc phục. Hầu như là anh em cũng chịu thương chịu khó, gắn bó với quê hương trên đảo. Đến bây giờ thì tôi đã xây dựng ở đảo được 25 năm. Tôi cảm thấy cuộc sống như thế này là tương đối ổn định. Là bí thư huyện ủy đầu tiên của huyện Bạch Long Vĩ, ông Phạm Quang Phùng năm nay đã gần 80 tuổi. Vui với cuộc sống giản dị của tuổi già, nhưng mỗi khi nhắc tới Bạch Long Vĩ, bao cảm xúc trong ông lại ùa về cùng những kỷ niệm không thể quên với những bước khởi đầu cho hòn đảo xinh đẹp này. Khi đặt chân lên trên đảo ấy,
Thì lúc bây giờ là cái đảo người ta quản lý về mặt quân sự thôi, hành chính không có, rất là thiếu thốn, rất là khó khăn. Cây cũng trơ trọi, không có vài cây bàng. Đường đi nối lại thì không có, đi tắt, đi ở trên bãi cát và đi trong cái xương rồng. Cái tiếp tế đất liền ra lúc bây giờ là chưa có, thông tin liên lạc chưa có. Với một cái tinh thần là trách nhiệm nhất của mình, của thành phố giao, thì chúng tôi hết sức cố gắng khắc phục những cái việc đó. Mọi người cụm lại nhau, mọi người có một cái ý chí là ra xây dựng một đảo, một huyện đảo mới, cho nên là không ai quản ngại gì cả. Trong suốt 25 năm qua, với sự quan tâm, đầu tư của Trung ương và thành phố, cùng sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đảo, kinh tế xã hội của huyện Bạch Long Vĩ từng bước phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Nhân dân ra đảo định cư lập nghiệp ngày một nhiều hơn. 25 năm, một khoảng thời gian không lâu nhưng cũng đủ dài để có thể khẳng định, bằng sự nỗ lực không ngừng, bằng tâm huyết và trí tuệ, cộng với tình yêu quê hương đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đảo đã không ngừng phấn đấu để đạt được những thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực. Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo phát triển khá toàn diện các lĩnh vực kinh tế, trong đó tập trung cao vào khai thác tiềm năng lợi thế của huyện, nhất là đẩy mạnh phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, khai thác và nuôi trồng thủy sản, tiến tới phát triển du lịch. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với từng giai đoạn phát triển huyện đảo. Đến nay, đang chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng, với tỷ trọng hàng năm từ 59 đến 63%. Giá trị các nhóm ngành kinh tế liên tục tăng qua các năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 70 tỷ đồng, trong đó số thu do huyện quản lý ước đạt 20 tỷ đồng, tăng trung bình hàng năm gần 20%. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt trên 1.500 tỷ đồng. Một số ngành nghề trong sản xuất công nghiệp được hình thành và duy trì như cơ khí sửa chữa, sản xuất nước uống đóng chai, nhiều công trình hạ tầng kinh tế xã hội quan trọng được triển khai xây dựng khá đồng bộ. Khai thác hải sản, chăn nuôi trồng trọt phát triển khá, kinh tế hộ gia đình được đẩy mạnh. Khai thác hải sản ven bờ hàng năm đạt từ 60 đến 80 tấn, chủ yếu là các loại có giá trị kinh tế cao. Hộ gia đình anh Vũ Văn Duẩn và chị Đồng Thị Tuyết tại khu dân cư số 2, huyện Bạch Long Vĩ là điển hình trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình theo định hướng đẩy mạnh dịch vụ hậu cần nghề cá tại huyện đảo. Anh chị đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng, đầu tư vào đóng tàu dịch vụ hậu cần nghề cá và phát triển du lịch. Đến nay đã thu được nhiều thành công với cuộc sống khang trang, tiện nghi. Tôi ra đảo là năm 2001. Chúng tôi khó khăn lắm, nhưng không có ai quay về mà chỉ có quyết tâm xây dựng. Tất cả các ban ngành, rồi người dân ở trên đảo và những cái ngư dân đi khai thác ấy, là có cái tình cảm rất là chân thành. Tôi thấy biển là nhà, đảo là quê hương. Phải làm như thế nào đấy để xây dựng quê hương đất nước mình càng ngày giàu và đẹp. Thực hiện nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị về xây dựng thành phố Hải Phòng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó khẳng định xây dựng Bạch Long Vĩ sớm trở thành trung tâm chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá cho các tỉnh ven biển Bắc Bộ. Huyện ủy Bạch Long Vĩ đã triển khai bằng những giải pháp tích cực và đồng bộ. Đảng bộ, quân và dân huyện đảo đã xác định rõ trách nhiệm, tranh thủ thời cơ, tiềm năng, lợi thế của địa phương, huy động mọi nguồn lực xây dựng phát triển Bạch Long Vĩ, từng bước trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá ở vịnh Bắc Bộ, đáp ứng một phần quan trọng nhu cầu hậu cần cho các phương tiện khai thác hải sản trên biển. Bên cạnh việc đẩy mạnh kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển văn hóa xã hội được Đảng bộ và chính quyền huyện đảo xác định là nhiệm vụ quan trọng. Từ chỗ thiếu thốn đủ bề, đến nay, đời sống văn hóa tinh thần của quân dân huyện đảo được cải thiện rõ rệt. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh, đa dạng hóa hình thức hoạt động. Nhờ sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương, sự nỗ lực, say mê của cả thầy và trò, mà tất cả trẻ em trong độ tuổi được đi học, các chỉ tiêu phổ cập giáo dục được duy trì. Đến nay, huyện đã xây dựng được trường mầm non, tiểu học khang trang, từng bước đầu tư trang thiết bị phục vụ cho dạy và học. Đội ngũ cán bộ giáo viên thường xuyên được bồi dưỡng,
nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và sư phạm, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học. Học sinh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông được gửi về đất liền theo học tại trường nội trú Đồ Sơn. Tất cả các thầy cô với lòng yêu nghề mến trẻ thì cũng là yên tâm bám trụ xây dựng sự nghiệp trồng người tại huyện đảo. Thì bên cạnh đó thì các thầy cô cũng luôn nhận được tình cảm của đất liền, sự chia sẻ động viên cả về vật chất và tinh thần của bạn bè đất liền, được của sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo giáo dục cũng như của huyện ủy, chính quyền địa phương. Thì các thầy cô cũng yên tâm công tác, và bên cạnh đó thì cũng làm sao mà nâng cao được chất lượng giáo dục để đáp ứng cái yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Cùng với sự nghiệp trồng người, những năm qua, công tác thông tin tuyên truyền luôn được huyện quan tâm, góp phần thiết thực phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, kịp thời phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của thành phố và mọi chủ trương quy định của huyện đến người dân. Đáp ứng nhu cầu tâm linh tín ngưỡng của người dân sinh sống trên đảo, đến nay trên đảo đã xây dựng 4 công trình tâm linh là nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đền thờ Đức Thánh Trần, chùa Bạch Long Tự và lầu Phật Thích Ca Mâu Ni. Để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, những năm đầu mới thành lập, huyện chỉ có một phòng khám đa khoa, sau đó nâng cấp thành trung tâm y tế. Đến năm 2007, đã hoàn thành dự án nâng cấp trung tâm y tế, bổ sung trang thiết bị khám chữa bệnh tương đối hiện đại, và hiện nay đã hình thành trung tâm y tế quân dân y, quy mô 20 giường bệnh với các trang thiết bị khá hiện đại. Hàng năm đã khám điều trị cho hơn 5.000 lượt bệnh nhân, thành lập được ngân hàng máu sống, thực hiện thành công một số ca mổ cấp cứu, chữa bệnh định kỳ cho cán bộ, quân và dân trên đảo, không để xảy ra dịch bệnh. Cán bộ y bác sĩ của trung tâm khi ra đến đảo thì mọi người cũng thứ nhất là về chuyên môn là rất là yêu nghề, thứ hai nữa là rất quyết tâm, đều là có đơn tình nguyện xung phong ra đảo công tác. Thì ra đến đây thì các đồng chí cũng đã cơ bản là các đồng chí cũng rất là gắn bó đối với biển đảo, đem hết khả năng về trí tuệ cũng như là tâm huyết của mình để phục vụ cho cái công tác khám chữa bệnh, để đảm bảo cái vấn đề yên tâm cho cán bộ chiến sĩ, bà con nhân dân, ngư dân yên tâm bám biển bám đảo. Trình độ và cái cơ sở vật chất hiện tại như bây giờ của trung tâm y tế thì dân chúng tôi là yên tâm bám trụ ở ngoài này để làm ăn phát triển kinh tế. Cùng với sự phát triển của huyện đảo, trong những năm qua, thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ đã trưởng thành cả về chất và lượng, từ trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đến ý thức chính trị. Những lớp người hăng hái, đoàn kết, nối tiếp nhau, yêu thương, gắn bó cuộc sống của mình với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ này đã được nâng cấp thành liên đội thanh niên xung phong, với cơ cấu tổ chức theo ngành nghề chuyên sâu: đội xây dựng, đội trồng trọt chăn nuôi, đội dịch vụ, đội vệ sinh môi trường. Thanh niên xung phong luôn là lực lượng xung kích nòng cốt đi đầu trong các hoạt động văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn. Vai trò của lực lượng thanh niên xung phong trên đảo luôn được Trung ương Đoàn, thành phố và địa phương đánh giá cao. Nhiệm vụ quốc phòng an ninh luôn được Đảng bộ và chính quyền huyện Bạch Long Vĩ đặc biệt quan tâm. 25 năm qua, các lực lượng vũ trang không ngừng được củng cố, kiện toàn và từng bước được xây dựng đồng bộ. Các đơn vị công an huyện, ban chỉ huy quân sự huyện, lực lượng dân quân tự vệ huyện phối kết hợp chặt chẽ với nhau, thường xuyên được quan tâm kiện toàn nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Các lực lượng biên phòng, cảnh sát biển được thành lập và không ngừng được kiện toàn, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Các lực lượng vũ trang của huyện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ký kết thực hiện hiệu quả nội dung quy chế phối hợp, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền vùng trời, vùng biển đảo của Tổ quốc. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bố trí tuần tra canh gác 24/24, không để bị động bất ngờ. Trong những năm vừa qua thì lực lượng vũ trang huyện luôn luôn quán triệt nghiêm túc các cái chỉ thị, nghị quyết của thành ủy, ủy ban thành phố, của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố,
nêu cao cái tinh thần sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm túc cái chế độ giao ban đóng hành phòng hàng quý đối với lực lượng vũ trang trên đảo và các đơn vị trên địa bàn, phối kết hợp chặt chẽ với các lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo tổ chức các cái luyện tập và diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn hàng năm. Việc phối kết hợp giữa các đơn vị và các ban ngành của huyện, bảo đảm an toàn về người và tài sản của nhân dân, lực lượng vũ trang huyện cùng với lại đoàn thanh niên và các lực lượng trên đảo là lực lượng xung kích đi đầu trong việc phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho địa bàn cũng như là bà con ngư dân trên biển. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong việc xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Những năm qua, các đơn vị, lực lượng vũ trang huyện thường xuyên phối hợp trong tuần tra, bảo vệ, theo dõi sát diễn biến trên biển, trên không, phát hiện gần 10.000 lượt tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển, xua đuổi hàng trăm lượt tàu cá nước ngoài vi phạm. Công tác huấn luyện dân quân tự vệ, giáo dục kiến thức quốc phòng toàn dân hàng năm được triển khai đúng theo chương trình, kế hoạch, đạt hiệu quả. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm của thành phố và trung ương và sự cố gắng nỗ lực của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo, quân và dân của huyện, thì đến nay huyện đã có những bước phát triển vững chắc. Trong thời gian tới, thì huyện sẽ tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế và phát huy tiềm năng, lợi thế để xây dựng huyện phát triển bền vững về kinh tế, quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc, chất lượng đời sống của cán bộ, quân và dân ngày càng được ổn định và nâng cao. Tiếp tục thực hiện kết luận 72 và nghị quyết 32 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó xác định xây dựng đảo Bạch Long Vĩ trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn của khu vực phía Bắc. 25 năm xây dựng và phát triển, từ những bãi cát trắng trải dài hoang sơ, xen lẫn những cây sương rồng gai góc, huyện đảo Bạch Long Vĩ đang ngày một lớn lên, thay da đổi thịt. Màu xanh của cây cỏ, của niềm tin và hy vọng đang ngày càng tỏa bóng mát hạnh phúc xuống mỗi mái ấm gia đình nơi đây. Những công trình mới được xây đắp nên là thành quả với bao công sức, mồ hôi và cả nước mắt của bao thế hệ quân dân nơi đây, đã góp phần giúp cho huyện đảo Bạch Long Vĩ ngày một lớn mạnh, phát triển hơn giữa muôn trùng biển khơi. Như những bông sương rồng đang khoe sắc để đón chào mùa xuân thứ 25 của đảo thanh niên, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.